Xin chào các bạn đến với kênh livestream của bác sĩ thẩm mỹ Lê Viết Văn. Thì bác sĩ hôm nay cũng vừa thực hiện xong một ca nâng cấp vòng 1 cho một em khách hàng này theo đường nách. Thì các bạn có thể nhìn thấy một cái hình trước khi làm nha các bạn. Thì ngực này, khách hàng này cũng có gia đình và có cho con bú, thì ngực nó hơi sợ một chút xíu. Thì bác sĩ đã sau khi khám và đo đạc tính toán đã chọn một size túi rất phù hợp. Các bạn có thể nhìn thấy kỹ thì bên đây, bên tay trái của khách thì ngực nó hơi to hơn, bên phải nó nhỏ. Thì bác sĩ đã chọn lệch size. Thì các bạn nhìn thấy đây, sau khi nâng thì sẽ được một bầu ngực thấy hai bên rất là đều, rất là tròn. Và hai chân ngực nó đều hai bên nha các bạn. Và hai bên phần này nó không có đè ra. Và bác sĩ cố gắng tạo một cái khe rất là tốt nha các bạn. Và cái ngực thì ở phía trên nó lài xuống, chứ nó không phải là nó ịn vô. Các bạn nhìn thấy một ngực rất là đẹp nha các bạn. Đây các bạn có thể tham khảo trước và sau khi làm đây. Thì sau khi nâng này đó, các bạn nhìn thấy là nó hơi phù nề, nhưng mà sau khoảng một tháng thì bắt đầu là có sẽ gom lại, nó hết phù nề nó sẽ gom đi về form từ từ lại nha các bạn. Còn cái khe ngực thì khoảng một tuần tới 10 ngày thì nó sẽ tạo một cái khe khít như thế này. Vâng, thì bạn nào có ngực lép hay là ngực sải sệ hoặc là ngực đã làm rồi nhưng chưa hài lòng thì các bạn đừng ngại liên hệ trên fanpage của bác sĩ thẩm mỹ Lê Viết Văn nha các bạn. Vâng, xin chào các bạn.